Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc sống người Việt tại Montreal của YouTuber Đức Thành Đặng. Montreal đang bước vào những ngày cuối cùng của năm 2020. Vào đêm qua, một trận bão tuyết dày 10 đến 15 cm đã đổ xuống thành phố, và trong ngày 31 tháng 12 sáng nay, toàn thành phố đã phủ một tấm thảm màu trắng tinh khôi. Mùa đông tại Montreal cũng như tại Canada đã chính thức bắt đầu từ ngày 21 tháng 12, và Thành cũng muốn quay lại những cảnh mùa đông tại Montreal để gửi đến các bạn gần xa. Đây là con đường quen thuộc mà hàng ngày Thành dùng để đi làm và để đi đến các nơi mình cần đến, như các siêu thị, chợ thực phẩm, trung tâm mua sắm. Rất thuận lợi bởi vì từ nhà Thành đến các nơi này chỉ khoảng từ 15 đến 20 phút lái xe mà thôi. Một fan của kênh Người Việt tại Montreal là cháu Jenny, hiện đang cư ngụ tại Mỹ, ngỏ ý muốn biết đến sinh hoạt tại các chợ siêu thị thực phẩm châu Á tại Montreal trong việc phục vụ cộng đồng người Việt tại đây. Và ngày hôm nay, Thành sẽ giới thiệu đến cháu Jenny và các bạn về chợ thực phẩm Kim Phát, một trong những chợ thực phẩm châu Á nổi tiếng mà người Việt tại Montreal không ai mà không biết đến. Ngày hôm nay dao động ở trong khoảng từ 0 độ cho đến 2 độ C. Và thời điểm nhiệt độ như thế này thì đường phố rất là nguy hiểm, bởi vì như các bạn thấy trên đường, những đợt tuyết gặp mưa thì nó trở thành lầy lội, nhưng mà sau đó nó lạnh dần thì lập tức trên đường đã đóng băng trên mặt đường. Và tại Quebec thì mùa đông thường nhiệt độ bắt đầu từ dưới 0 độ cho đến -20, và cá biệt có những ngày đến cả -30 độ với tốc độ gió. Thì nếu Thành không nói thì chắc bạn cũng sẽ nghĩ rằng là Montreal các xe lưu thông cũng giống như ở các nơi trên thế giới. Nhưng mà không, riêng tại tỉnh bang Quebec, luật bắt buộc tất cả các xe lưu thông trên đường của tỉnh bang Quebec, có nghĩa là tất cả các xe mà mang bảng số Quebec bắt buộc phải mang bánh xe mùa đông. Bánh xe mùa đông khác với bánh xe mùa hè như thế nào thì các bạn cũng có thể hiểu được, là với cái mặt đường đóng băng trơn, cho dù các bạn có đạp thắng xe khi mà đang lưu thông thì xe cũng sẽ vẫn trượt, giống như các bạn trượt patin vậy. Cho nên các bánh xe mùa đông là loại bánh xe đã được chế tạo đặc biệt cho thời tiết tại tỉnh bang Quebec, là với thời tiết lạnh thì cái độ cao su đó nó không cứng mà nó có cái độ bám đường. Tức là khi bạn đạp thắng thì cái gai của bánh xe mùa đông tại Quebec nó có khả năng bám đường tốt hơn những cái loại bánh xe ở các nơi khác. Tức là cái độ bám đường khi bạn đạp thắng trên đường trong tình huống khẩn cấp thì bánh xe nó bám đường chặt chẽ hơn, là nó sẽ trượt trên đường băng. Mặc dù vậy là các tài xế của tỉnh bang Quebec cũng được khuyến cáo là phải nâng cao cái sự cẩn trọng trong cái lái xe mùa đông. Và trước mặt là đường Jarry, con đường dẫn đến chợ thực phẩm Kim Phát châu Á. Và hàng tuần gia đình Thành cũng vẫn thường đi mua sắm và đi chợ tại chợ thực phẩm này. Trước màn hình camera là chợ thực phẩm Kim Phát.
chợ thực phẩm châu Á lớn nhất của thành phố Montreal, và hiện nay đã mở ra khoảng 4 chi nhánh chính đón đầu hết tất cả các khu vực dân cư của cộng đồng châu Á tại Montreal. Như các bạn đã biết, không phải chỉ phục vụ cho cộng đồng người Việt mà chợ thực phẩm châu Á Kim Phát còn phục vụ cho cộng đồng của các sắc dân Campuchia, Lào và Philippines, cũng như là các cộng đồng sắc tộc khác, và đã từ lâu trở thành điểm đến không thể thiếu được của các gia đình vào mỗi cuối tuần để mua sắm cho bữa ăn gia đình. Trước màn hình các bạn cũng thấy là những dãy parking rất lớn ở phía trước và đánh vòng ra phía sau, và như các bạn thấy rằng là phía trước của mặt tiền của chợ Kim Phát nó còn kéo dài đến khoảng 200 mét, và phía sau còn có những dãy parking lớn khác. Và ngày hôm nay chắc chắn trong cái ngày cuối cùng của năm 2020, chúng ta cũng sẽ thấy được cái số lượng mà người mua sắm cho cái dịp cuối năm, ngày đầu năm mới sẽ rất là lớn. Mặc dù hiện nay đang vào cao điểm của dịch Covid, chính quyền hạn chế việc đi lại và chỉ cho di chuyển để các bạn có thể người dân mua sắm với những món thiết yếu như là thức ăn cũng như là những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt gia đình mà thôi. Và một trong những điểm bắt buộc mà các bạn sẽ thấy đó là việc bắt buộc phải mang khẩu trang và rửa tay trước khi bước vào khu vực mua sắm của chợ Kim Phát. Và bây giờ thì mời các bạn cùng vào khám phá chợ thực phẩm Kim Phát cùng với Thành nhé.